Đông thì tự làm vui. Chắc là trễ trễ là bệnh gì thôi. Thank you.
bào tử này người ta gọi là bào tử. Dù có kích thước thì nó sẽ nói là bào tử gì các chị. Bào tử lớn là bào tử lớn, nhỏ là thấy các chị hai bào tử này thì cái nào đi bình thường, hai hai cái một cái bình thường. Cái đỉnh lớn. Bình thường, mỗi người bình thường thì nó sẽ
cũng sáng rồi. Phải đâu. Thì cả ba sự tiếp và cái đều có giá trị như nhau. Nếu mà chúng ta cài
chế được chị. Thank you.
sau một thời gian thì cái đốt này nó sẽ dính với nhau, dính với bệnh huyết, cho nên là nó sẽ không di động nữa. Rồi bắt đầu nó dính xong rồi, bắt đầu cái đốt nấm này nó sẽ thâm đen tiến lại, sau đó nó sẽ lở rẹt ra và nghĩ ra những cái dịch màu vàng. Đây là hình ảnh bị thâm đen tiến lại, còn nó sẽ bị dịch này. Và các chị thấy những cái nấm này nó rất là như vậy, nó như thế nào? Thì đây là phóng to lên để thấy cái nấm này nó sẽ khác với
Để ngày mai sẽ có bảo hành lâu.
tương tự như viêm tai cấp còn lại, nó cũng có bào tử đính lớn, bào tử đính nhỏ, nó có vách ngăn và bào tử của nó hình tròn. Tuy nhiên thì con mastitis này với hình thức sinh sản của nó không phải là cái phần đôi mà là cái nãy chồi, nhưng mà cái chồi nó thì khá là lớn. Thì lên đây mình đã thấy nhìn hai mình thấy thì cái loại nó đen với cái chồi to như thế này thì đó là đặc điểm của cái loại nó đen của mastitis.
dịp